Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Canh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series mới. Đó chính là một series game có tên là Journey, được phát triển bởi hai công ty Dark Game Company và Satan Harmonica Studio. Mình nghĩ nói trò này rất là hay. Và các bạn có biết không, thì mình đã hầu lắc muốn quay cái trò này được mấy tháng trước rồi, nhưng mà do cái máy mình nó bị đơ, không có đủ mượt đủ máy tải chơi trò này. Và vừa những cái thứ mà mình rất bận, và bây giờ mình rất rảnh, mình đã làm cho cái máy tính mình mượt và chúng ta đã có thể chơi được trò này rồi. Và giờ không chơi gì nữa thì chúng ta chơi nào. Game này được dùng trên nhờ thủ công nha. Chỗ này toàn xe mặt không các bạn? Ok đấy. Mình có thể làm cái gì đó hay sao các bạn? Được coi thử nha. Sony có nghĩa tiếng Việt là hành trình. Vậy là chúng ta phải đi lên, phải dẫn cái nhọc này đi lên đến đỉnh cái núi đó. Vậy đó sẽ là hành trình của chúng ta. Rồi. Wow, đỉnh núi cao. Ở đây toàn xe mạc. Nhìn trượt đá quá. Các bạn thấy không? Nhìn cảm giác trượt hay nó đá phải. Thì chỗ đây có mấy cái bia đá gì không ha? Thì giống mấy cái bia mồi ha. Rồi, giờ một cái gì được kìa, để mình xem thử. Mấy cái khăn vả này được mây cho nó. Coi thử. Gì đó. Mấy cái biểu tượng gì bay quanh người mình đấy. Ấy, mình có cái khăn cổ kia không kìa. Được, mình nhắn nhiều thôi. Mình có thể bay được các bạn ạ. Mình hiểu không? Vậy là mấy cái con này nó giúp mình. Cái con này là nó sẽ làm là mấy cái biểu tượng trên cái áo cho mình nè, để mà mình có thể bay được. Vậy là mỗi khi mình hết biểu tượng thì nó sẽ treo cho mình thêm. Ok. Nhìn xịn á. Để cho thì làm cái lúc này được làm được gì. Một bay cao ấy. Một bay đã cao ấy các bạn. Wow. Được coi thì. Ủa nhìn chụp kia kìa. Nó rộng. Nhiều người để đánh giá từ game này rất là hay, bởi vì cái đồ họa chân thực của nó với cái nghệ thuật cho cái cách tương tác rất hay. Nói thiệt à, nó rất đẹp các bạn. Để mình xem có gì bên kia. Để mình xem ạ. Mấy nó cho mình lên chắc là mình phải lên cho cái đỉnh kia. Cho mình xem rồi nha. Từ đây to ở xe mẹ không à. Rồi.
giống như spider. Còn một đống khen giấy. Yeah, mình cứ nói là nó sẽ giải cứu mấy cái hàng giấy kia hay sao ấy, nhưng mình tiếc năng lực cho nó ấy. Quý nhiên mình bay kìa, nó cao chắc là mình bay lên kia. Rồi. Ồ, mình hiểu không? Hình như mấy cái màu trắng này là làm cho cái khăn mình dài thêm mấy cái bàn. Rồi, giờ mình đi đâu? Ôi, đúng mình à. Nó sẽ nó đem mình bay. Đợi nha, giờ là phải làm sao ha? Giờ mình phải bay về bên kia. Để đó mình xem thử nha. À, bay về bên kia. Đừng cho nó bay đi. Hứ. Nó bay keo. Ủa, cái gì đây? Cái gì đây? Hello? Quý cửa đây hình như cái cánh cổng gì đó các bạn. Nhưng mình phải qua mấy làm xong mấy cái gì đó được qua cánh cổng đó. Nhiệm vụ mình lại lên đỉnh núi kia nên là mình phải lên. Bởi vì chỗ này không còn gì nữa. Lên nhanh lên. Let's go. Oh no. Mạnh quá. Cố lên đi. Let's go. Let's go. No. Yes. Thì nó không có béo. Oh yeah. Ủa nó chuyện đấy có béo. No. Mình thấy có cái chỗ xe ở chỗ đó mà xe mình không đi được ha. Oh. Này với mình ngu quá. Mình thấy cái nhà ở bên xe bên kia. Ui xoài ơi. Ủa mình thích kiểu dây gương ấy các bạn. Nó khoa thì trong đây có gì? Mình thích bay hơn là đây ấy các bạn. Kiểu đi nó cứ lâu lâu ấy. Trong đây không có gì ạ. Giờ mình phải đi đến núi tiếp là xem chỗ đó cứ có gió thổi ha. Thì mình phải làm gì nữa? Oh yes. Mình không biết phải làm gì ở chỗ này. Nó nói có một cái đủ à. À mình hiểu ạ. À. Mình đang ngồi thiêng hay gì ấy. Mình đang làm thiêng hay gì ấy các bạn. Wow. Có ai đó nè. Đây là cái núi, đỉnh núi mà chúng ta đang tìm à. Wow. Giống như bạn La Mã. Đây là những con chim bay à, với những cái cây cối.
Ồ, mình biết đây à, đây là mấy cái người mà giống nhau mặt mà mình đang chơi ấy. Mấy người đó đang tôn thờ cái gì đó. Ngồi thi ơi. Ok. Ủa mình quay bên kia rồi kìa. Hứa. Bây giờ mình phải đi tới kia. Ui. Vậy mình đã quay được chưa một lần hay sao ấy các bạn? Wow, chúng ta đây. Ủa, mình thấy game này đẹp hay sao ấy các bạn? Nó lộn rớt rồi, nó đẹp 100% luôn. Mình đánh giá rất cao vừa cái game này không? Bởi vì nó rất hay. Wow. Mình không thấy ai ở chỗ này hết. Hello. Oh hello, thank you. Oh, cái tờ giấy hồi trước kìa. À, mình hiểu ạ. À, hình như nếu mình phá mấy cái khăn đây là mình sẽ giải phóng mấy cái khăn vải ra con này sao ấy. Hứ. Ồ, nó trả ra cái khăn. Ồ. Hello, come back here. Giờ mình phải phá mấy cái khăn kia. Wow, nhìn xin ấy. Wow. Tiền game nó chắc hay sao ấy. Rồi. Để coi thử. Rồi. Có phá thì bị gạch nữa. Ủa nó quay 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 quay. Chắc tôi xin. No. Wow. Nhìn nó đẹp lắm. Wow, nhìn nó cực đẹp ấy các bạn. Ở dưới xe mẹ, nhưng mà mình không bao giờ thấy cái cảnh này mà nó đẹp trong cái game này. Ok, bye bye. Hello, cho đi nhá. Ủa, cái màu trắng nữa kìa. Hello. Đỡ mất à. Rồi xong. Mấy cái này nó không có xây cái cầu. Ok. Mày quá, mình thấy cái này. Chân tay sức mạnh. Wow. Khách của chúng ta này dài thêm rồi. Chân tay bay. Wow, chỉ có nhiều cầu dữ. Được. Có nhu cầu dữ vậy. Để mình kêu lấy nó nhờ về bên kia. Thank you. Ủa nó có gió bẻo dông. Mình không có phê được. Shit. Giờ mình phải đèn lên cái cầu qua bên kia. Giờ làm sao à? Come on. Yes. Mình thích kiểu, mình kiểu có cảm giác như mình rất thích bay ở đây ấy. Ok, giờ mình phải
có tìm gió bèo nó bay nữa. Hi. No, siêu lớn, siêu lớn. Hãy siêu lớn. No, làm sao, làm sao? Những cái này chưa hay sao ấy. Rồi. Yes. Chăm bay lên đi. Rồi. Rồi ok. Ủa nó sẽ tìm câu nữa rồi này. Wow. Đẹp thế. Chăm bay đi. Hello. Ủa không phải sao? Nhìn mình trong dưới camera nha. Mình kiếm đi lang thang này. Ủa này đủ phương tiện các bạn. Giờ mình đã bắt câu xong. Giờ mình chỉ cần đi lên thôi. Nhưng mà mình phải lấy, bắt buộc phải lấy được cái kia. Come here. Yes. Here. Ui, gió thoải mái quá. Help, help me. Bro. No, 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 no. Oh, no, 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 yes. Cái khăn dài xíu được rồi các bạn. Mình thích cái khăn này dài lên đấy. Bởi vì mình có thể bay cao lên được. Lắc đàn. No. Thank you. Hello, chào bay nha. Bây giờ mình lại hết chỗ nào nữa mà đi nữa. Ủa, có thêm cái nữa kìa. Bay bay bay. Chỗ này mình chưa làm. Thank you. Oh, wait, wait, wait. Thank you. Ủa, một bay thế nó đẹp. Ủa, vậy là thêm khăn nó đẹp quá. Ủa, khăn nó dài thêm. Mà mình rất thích điều này. Rồi, giờ mình. Thank you. Rồi. Hết chỗ nào còn có cái ánh sáng kia rồi. Chỉ để mình đi được không? Ủa. Ồ, đi chứ. Ủa, nó tự cho mình thêm năng lực luôn. Mình bay luôn rồi các bạn. Ủa, thế nó đẻ. Ủa, nó đẻ. Ồ, mình bị kẹt vậy đây. Ồ, mình đã tới đất. Yes. Finally. Giờ mình phải làm cho mấy cái đây sáng lên. Sáng lên coi. Rồi. No. Làm ngoài thiên. Ok. Có thêm ai người đã lại nói với mình cái gì nữa. Nó cũng là mình. Nhưng mà có điều là thuộc họ keo hơn. Hình như những nhà đã cho mình biết được những thứ gì đang xảy ra. Về cái người mà có cái vòng đai ở giữa đây là tạo ra được những cái thứ kỳ keo hơn. Wow, cái này là cái khăn à.
đây giống như thẹt nước ấy, nhưng mà thầy đó là thép bằng thép két, nó đã mở ra. Mình thấy trường game này hay hơn ấy, đồ họ rất là đẹp. Mình nói thật, mình tự đi về thép két được không? Ủa mình không đi được. Mình khó mà về được cái lớp két. Rồi chúng ta sẽ đi đến khu tiếp theo. Wow, let's go. Ủa, chúng ta đến một khu khác rồi. Ủa, khu này xé hơn mình nghĩ đấy các bạn. Ủa, xe khu này nhìn mờ quá, nhìn rất là mờ. Ủa, mình đang ở gần cái đỉnh núi kìa. Đỉnh núi bây giờ đã để trong hơn. Wow, có gì bên trên trời ấy? Hello, có gì bên trên trời ấy? Ủa, có gì đã bay lên trời? Hình như trời là núi á, bay ra những cái hẹp xeo lấp láng. À, lấp láng gì ạ? Wow. Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp, nhưng mà trong video sau. Bởi vì video này đẹp khá là dài rồi, nên là mình video này xin đến đây kết thúc. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể nhấn like, share, subscribe, nhấn chuông thông báo để mình cách các bạn có thêm thông báo về những video mới của mình, để mà mình có thêm động lực để làm những video mới nha. Trong video sau mình sẽ làm tiếp với cái series này. Mình thấy là game này các đồ họa rất là hay, với cái kiểu phong cách nghệ thuật công. Và mình thấy rất là thích cái kiểu mà nó bay ấy, với lại mấy cái khăn kia, và cái kiểu mà map nó rộng nữa. Đó là mình đánh giá game này nó rất là cao. Mình đều muốn cho em được chơi game này trước khi mà mình quay video 3 tháng trước rồi. Thì xin chào các bạn và bye bye nha.